Vega các bạn, GT 1030 đây này các bạn này, rút cáp HDMI ra, cáp Vega đang nối, màn hình đã lên kìa. Vậy là cà phê này các bạn quan sát nhé, đây là một chiếc Vega đã qua sửa chữa này, các bạn nhìn thấy cái mỡ nó vẫn còn đúng không ạ? Đấy, linh kiện đây được bỏ đi này. Chúng ta sẽ kiểm tra xem nó mất nguồn gì nhé. Đây là mình lười, các bạn có thể sờ tay chip này, chip lạnh này các bạn này, vậy là chip chưa được cấp nguồn nhé. Đây chúng ta kiểm tra đây này, 1.8 này các bạn nhìn này. Đấy, chúng ta kiểm tra tiếp đây này, các bạn nhìn này, ở đây này 0.8 này, chúng ta đang thiếu cái nguồn cấp cho da. Còn đây này, bây giờ chúng ta sẽ phải đi sửa chữa cái nguồn 1.5 cho da các bạn, sau đó mình sẽ chia sẻ cho các bạn bệnh nhé. Đây, đấy các bạn nhìn thấy chữ chưa, đây cáp kết hắt nối vào HDMI này, linh kiện nối này các bạn này, các bạn để ý quan sát nhé. Đây linh kiện nối này, thì cái nguồn này mất này, nó sẽ bị chi phối bởi con IC này. Đây các bạn nhìn này, thì chân bẩy con IC này nó sẽ được nối với con phép bảo vệ này, các bạn nhấc ra là ok nhé, còn vấn đề nó sập hay không thì chúng ta bỏ qua. Đây là một kinh nghiệm sửa 1030 các bạn nhé. Vậy Tùng rút ra cho các bạn xem này, 1030 nó có thể bỏ hai con linh kiện, thợ trước làm một con thì thợ sau làm thêm nốt con nữa. Đây là kiểu mạch bảo vệ đây các bạn thấy chưa, con đầu tiên này họ không vệ sinh này, con thứ hai này đấy, các bạn nhớ để các bạn làm. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở những video khác, và quan trọng hơn chúng ta có thể gặp nhau trên đường